Hello, xin chào. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lớp vẽ cô Trang. Hôm nay cô Trang sẽ hướng dẫn chúng mình vẽ một chú động vật. Mà con vật này nó đi rất là chậm. Chậm ơi là chậm. Nó to. Người ta hay gọi nó là cụ. Các bạn đoán xem đấy là con vật gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là con rùa đấy. Cụ rùa, mọi người hay gọi như thế. Nhưng hôm nay chúng mình sẽ vẽ một chú rùa không phải như bình thường nữa, mà chúng mình sẽ trang trí họa tiết lên mai của chú rùa đấy để tạo thành một bức tranh nghệ thuật. Đây, cô Trang sẽ cho chúng mình xem bức tranh trước cô Trang đã chuẩn bị vẽ bằng nét chì để cho các bạn xem, rồi cô Trang sẽ hướng dẫn chúng mình vẽ trên bảng từng bước một và các bạn làm theo cô Trang nhé. Đây, tranh chú rùa của chúng mình đây. Đây, trên mai rùa chúng mình sẽ trang trí các cái họa tiết. Họa tiết gì cũng được, không cần phải vẽ giống cô Trang cũng được nha. Đấy, cô Trang, nếu các bạn nào mà không biết vẽ thì hãy vẽ theo cô Trang. Còn sáng tạo được thì cô Trang sẽ rất là ủng hộ đấy. Bây giờ chúng mình bắt đầu vẽ luôn nhá. Bạn vẽ cho cô Trang cái mai rùa nào. Mai rùa bằng một nửa hình tròn như thế này nhé. Tiếp theo các bạn vẽ cho cô Trang một đường cong uốn lượn. Thêm một cái đường viền ở phía dưới của mai rùa. Cong giống cái đường cong ở trên. Chia ra các đoạn nhỏ. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ cái đầu của chú rùa nhé. Vẽ cái đầu của chú rùa như này. Cái đầu. Tiếp tục mình vẽ cái kéo dài hẳn xuống ra đến đây để vẽ được cái phần thân. Vẽ một cái đuôi. Vẽ cái chân. Đây là cái chân sau. Bây giờ mình sẽ vẽ cái chân trước này. Chân trước nhìn sẽ khác cái chân sau nhé. Cái chân trước của chú rùa khác cái chân sau của chú rùa. Cái chân trước ở phần trước nó nhỏ, nhỏ hơn, còn cái chân sau nó to hơn như chân voi ấy. Tiếp tục mình sẽ vẽ các cái đốm. Đúng to nhỏ khác nhau ở phía trên chân của chú rùa. Trên đầu của chú rùa cũng có các cái phần loang lổ như thế. Các bạn thích vẽ mắt miệng của chú rùa như thế nào cũng được nha. Cô Trang sẽ vẽ mắt hình tròn này cho chú rùa nhìn về phía trước này. Mắt chú rùa hướng về phía nào thì là chú rùa nhìn về phía đấy. Giờ vẽ cái miệng cười mỉm này. Trên đuôi chú rùa mình cũng vẽ cái vệt loang giống trên cái chân và đầu.
Bây giờ chúng mình sẽ trang trí cái mai rùa theo ý thích của mình nhé. Thích trang trí cái mai rùa như thế nào cũng được, bằng các cái họa tiết. Nếu bạn nào mà chưa biết trang trí thì làm theo cô Trang nhé. Cứ trang trí các cái họa tiết vào cho nó đẹp là được. Cô xem trang trí bằng đường cong này. Cô vẽ to ra để cho các bạn dễ nhìn. Các bạn vẽ nhỏ hơn thì mình sẽ vẽ nhiều hơn nhé. Này, vẽ cái đường xoắn. Cứ xoắn. Xoắn. Đó. Tiếp tục mình sẽ thử vẽ một cái hình zig zag như này cho đẹp nào. Thêm một đường nữa. Vẽ các hình tròn cho đỡ trống. Thay vào các hình tròn, các bạn có thể vẽ hình trái tim, hình ngôi sao, hình cái lá, có rất nhiều hình luôn. Ở phía trên này cô Trang sẽ vẽ nửa bông hoa. Nửa bông hoa. Các cánh hoa. Đó. Vậy là chúng mình đã vẽ xong trang trí họa tiết nghệ thuật cho chú rùa rồi. Bây giờ chúng mình chỉ cần trang trí cái nền thôi. Các bạn thích vẽ nền như thế nào cũng được. Còn cô Trang sẽ vẽ nền kiểu sóng nước nghệ thuật. Sóng nước nghệ thuật đó. Nó những cái đường này nó vẫn đi tiếp nhưng mà nó bị khuất sau chú rùa nữa. Mình cũng vẽ khuất nhé. Đó. Ví dụ như cái tờ giấy của cô Trang đến đây thôi. Đó. Các bạn đã vẽ xong chưa? Sau khi vẽ xong nét chì rồi thì chúng mình hãy lấy bút đi nét đen và đi nét đen cho chú rùa này nhé. Sau khi đi nét đen rồi thì chúng mình sẽ tẩy vết chì đi rồi mới bắt đầu tô màu.
Thank you.
Thank you.
Vậy là cô Trang đã hướng dẫn cho chúng mình vẽ xong chú rùa nghệ thuật rồi đấy. Các bạn đã vẽ xong chưa? Hãy chụp ảnh và gửi cho cô Trang xem với nhé. Nếu các bạn thấy bài học hôm nay hay, thú vị thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cô Trang nhé. Còn nếu mà muốn vẽ chủ đề nào tiếp theo thì hãy comment ở phía dưới để cô Trang xem và hướng dẫn cho chúng mình vào những buổi tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.